Chuyện chiến lang ở rể, Lê Văn Vân. chương 1026, bán bộ viêm hủ. Lê Văn Vân bổ một đao xuống, anh đã dùng hết sức lực vào một đao này. Trong trận chiến này, anh cũng muốn xem thử, rốt cuộc cơ thể của mình có gì thay đổi kể từ khi mình hôn mê hơn 20 ngày qua. Sau khi anh bổ một đao, dường như trong cơ thể của Lê Văn Vân vang lên tiếng rồng gầm, sau lưng anh như có bóng mở lấp lóe lúc Seas va chạm với Lê Văn Vân, cả người liền rơi xuống đất như quả đạn pháo. Rầm, tòa nhà sụp xuống. Lúc này, trên quảng trường và xung quanh những người chứng kiến cảnh tượng này đều hoàn toàn hóa đá. Seas đối mặt với Lê Văn Vân bị một đao chém bay ra ngoài. Lê Văn Vân cũng sửng sốt, anh nhảy xuống nóc một tòa nhà, nhìn xuống bên dưới khẽ nhíu mày. chuyện này Lê Văn Vân cau mày, anh cảm thấy mình có thể mạnh hơn Hotzis nhưng lẽ ra không đạt đến trình độ nghiền ép. Thật ra anh có thể chém chết tiêm quỷ vàng, đa phần đều dựa vào việc bộc phát, tập hợp toàn bộ sức mạnh trong người vào một đòn này. Sau khi chém ra một đao sẽ lấy đi hết chân khí và sức lực trong người Lê Văn Vân. Thật ra chiêu này khá giống với tần tử cuồng dũng hồi trước, cũng chính vì thế mà Lê Văn Vân đã mê man hai mươi mấy ngày. Tất nhiên, anh cảm thấy sở dĩ mình mê man đa phần vẫn là vì chút biến hóa trên người mình. Sau hai mươi mấy ngày đó, Lê Văn Vân thật sự cảm thấy mình đã lột xác, nhưng trình độ cụ thể như thế nào thì anh không biết rõ. Tuy nhiên sau khi đối mặt với Hotzis, bổ một đao này xuống, dường như có một năng lực nghiền ép hoàn toàn vượt xa cấp bậc của Hotzis. Bên dưới, Minh Sùng và Ngài Mặc cùng tách ra, một giây sau, bọn họ cùng quay đầu nhìn Lê Văn Vân ở bên trên, gần như cùng lẩm bẩm bán bộ. Viêm Hủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền lúc này gương mặt vốn không mang theo chút cảm xúc của minh sùng không khỏi hiện lên ý cười nói chắc nhất minh và vương hồng chọn cậu làm người thừa kế người gác đêm chứ không chọn tôi quả nhiên ánh mắt của bọn họ không có vấn đề gì cậu thật sự mạnh hơn tôi còn sắc mặt của ngài mặc đã hoàn toàn trở nên khó coi thậm chí nếu chú ý sẽ phát hiện ra trong mắt ông ta hiện lên tia sợ sệt bên dưới hotzis lại nhảy ra ngoài ông ta đã không còn duy trì dáng vẻ quý ông lịch lãm ngày xưa nữa bộ đồ vest trên người đã hơi rách dưới, khóe miệng cũng có chút vết máu. ông ta ngạc nhiên nhìn lê văn vân, vẻ mặt không dám tin nói, không ngờ cậu lại đạt đến trình độ bán bộ viêm hủ. lê văn vân cau mày, ngập ngừng hỏi bán bộ viêm hủ là gì. hotzis nhìn lê văn vân, rồi lại liếc nhìn ngài mặc ở bên dưới. một giây sau, hai người đã nhảy lên, đáp xuống nóc tòa nhà bên cạnh, nhanh chóng bỏ chạy. đúng vậy khi phát hiện ra Lê Văn Vân đang ở cấp bậc bán bộ viêm hủ, hai người đã dứt khoát chọn cách bỏ chạy, thậm chí còn không có ý định tiếp tục giao đấu với Lê Văn Vân nữa. Cậu đừng đứng ngây ra đó nữa, đừng để bọn họ chạy mất, mau đuổi theo đi. Minh Sùng hét lớn, đám người xung quanh cũng phản ứng lại, quản gia của Hot Seas hét lớn, mau cản bọn họ lại, đừng để bọn họ đuổi kịp. Hàng trăm đỉnh cấp dứt khoát bao vây Minh Sùng. Bùm! Đao phá không xoay tròn, chân khí khủng khiếp nổ tung, buộc đám người đó tách ra, Minh Sùng thừa cơ nhảy lên mái nhà, dưới trang phục chiến đấu kiểu mới, anh ta nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Lê Văn Vân cũng vội vàng đuổi theo, đao phá không bay vào trong vỏ sau lưng anh, chân khí dâng trào, anh nhanh chóng đuổi kịp Minh Sùng hỏi, bán bộ viêm hủ mà bọn họ nói là gì thế? Minh Sùng ngẩng đầu lên nhìn Lê Văn Vân, cao mày hỏi, chắc nhất Minh không nói với cậu à? Không có, lê văn vân lắc đầu đáp tôi hoàn toàn không biết đây là cái gì chúng ta cứ giải quyết bọn họ trước đã trên đường về tôi sẽ từ từ nói cho cậu biết không ngờ cậu lại đạt tới trình độ này minh sùng từ từ thở hắt ra nói lê văn vân gật đầu dưới sự bộc phát chân khí anh nhanh chóng đuổi theo bọn họ hotzis và ngài mặc nhanh chóng xuyên qua toàn bộ khu tội ác chạy thẳng về phía tây phía tây là bến cảng bọn họ định trốn khỏi thành phố này ở bến cảng có du thuyền chỉ cần bọn họ ra tới biển, hai người Lê Văn Vân sẽ không thể nào đuổi theo được nữa. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được ở đằng sau Lê Văn Vân và Minh Sùng đã bị đám đông ngăn cản, nhưng bọn họ lại biết rất rõ, đám người đó khó mà ngăn cản được hai người. Quả nhiên chẳng mấy chốc, hai người đã nhìn thấy Lê Văn Vân và Minh Sùng đang nhanh chóng áp sát bọn họ. Tăng tốc, Ngài Mặc khẽ nói, trên mặt đã hiện lên tia sợ hãi sở dĩ Hồng Nguyệt thịnh vượng không suy là vì mấy người sáng lập ra Hồng Nguyệt đều là nhân vật đỉnh cấp nhất trên thế giới này, hơn nữa dựa vào phương pháp kéo dài tính mạng của Hồng Nguyệt, bọn họ đã giết gần hết người cùng thời kỳ, mà người gác đêm cùng thời đại cũng chỉ còn lại một mình đem. Đem dựa vào việc hợp tác với bọn họ mới có thể sống sót đến tận ngày nay. Chắc nhất mình không thể chém một đao về phía bọn họ, bởi vì sự tồn tại của những người khác giúp bọn họ bình yên vô sự, thậm chí sự tồn tại của Hotzis đã giúp ông ta âm thầm phát triển một lượng lớn nhân số ở khu tội ác. Nhưng bây giờ Lê Văn Vân đã vùng lên, sự cân bằng này nhất thời bị phá vỡ. Bây giờ bọn họ phải đối mặt với sự sống và cái chết. Đợi tử chủ đến, chúng ta sẽ sống sót. Hotzis nghiến răng nói. Tiêm quỷ tím được người của Hồng Nguyệt gọi là tử chủ, bọn họ đều là nô tài của đám tiêm quỷ này. Cùng lúc đó ở khu bắc khu tội ác sau khi nhìn thấy hòa thượng đứng trước mặt hiện lên sát ý, lưỡng dương khẽ nhướng mày, là siêu cấp, anh ta vô thức siết chặt trường thương trong tay, cả người bắt đầu trở nên cảnh giác. Đúng lúc này, mọi người đều cảm nhận được, một luồng khí tức đáng sợ truyền đến từ sâu trong khu tội ác. Bán bộ viêm hủ, hòa thượng sừng sốt, xoay người lại, rồi từ từ thở hắt ra nói, không ngờ chỉ mới đây thôi mà thằng nhãi đó đã đạt tới trình độ như vậy rồi ư. Là Lê Văn Vân, đúng lúc này, Lữ Dương mừng rỡ nói. Lý Vũ Thấm đứng bên cạnh nghe thấy tên của Lê Văn Vân thì vội vàng nói, anh mau dẫn tôi qua đó đi. Nhưng Lữ Dương không rời đi ngay, mà từ từ lùi đến bên cạnh Lý Vũ Thấm, cảnh giác liếc nhìn Hòa Thượng. Hòa Thượng chắp hai tay lại nói, thí chủ, bần tăng không có ác ý. Lý Vũ Thấm nghe thấy câu này, rồi nhìn bộ dạng của Lữ Dương, bây giờ mới hiểu rõ, rồi cô ta nhướng mày nhìn Hòa Thượng nói, lão Hòa Thượng, ban nãy ông định ra tay với bọn tôi đúng không? Bần tăng không có ý đó. Hòa thượng cười híp mắt nói: "Vậy thì tốt, bằng không tôi sẽ đánh chết ông." Cô ta chớp mắt, rồi vội nói: "Lữ Dương, chúng ta mau đi tìm Lê Văn Vân thôi." Lữ Dương gật đầu. Hai người nhanh chóng chạy vào trong thành phố, lúc đến cổng thành, Hòa thượng nhìn bóng lưng của hai người, thở dài nói: "Nữ thí chủ này không đơn giản." Chương 1027 sẽ có màu tím đến. Bốn người lần lượt lao ra khỏi khu Tây khu tội ác rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng này đều vô cùng sửng sốt. Ở khu tội ác này, Hotsis chính là thần, nhưng bây giờ, ông ta lại chật vật bỏ chạy. Bây giờ, người đã cai quản khu tội ác trong nhiều năm qua đang bỏ chạy. Có người nhận ra người đang truy sát ở phía sau chính là Lê Văn Vân. Bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đối với hầu hết mọi người ở khu tội ác đều mù tịt về tin tức, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ biết về những thay đổi gần đây ở khu tội ác càng nhìn thấy rất rõ thay đổi vào lúc này bầu trời ở khu tội ác sắp thay đổi rồi minh sùng tay cầm song đao ánh mắt nghiêm nghị anh ta cảm thấy hổ thẹn với người gác đêm nếu anh ta rời đi trước sớm đi đến bắc cảnh kết cục sẽ hoàn toàn khác người gác đêm chết nhiều như vậy anh ta phải chịu trách nhiệm rất lớn anh ta cũng phải chịu trách nhiệm cho việc hồng nguyệt đã âm thầm phát triển nhiều người như vậy ở khu tội ác do đó lần này anh ta đã mang trọng trách này trên vai cùng lê văn vân đi đến đây anh ta muốn kết thúc mọi chuyện muốn giải quyết hồng nguyệt để yên tâm đối phó với đám tiêm quỷ sắp đáp xuống anh ta đang ra sức bộc phát chân khí muốn mau chóng rút ngắn khoảng cách với hai người trước mặt dựa vào biên độ tăng cường của trang phục chiến đấu kiểu mới anh ta đã tiến gần hơn nhưng vì ban đầu đã bị trì hoãn một lúc nên khó mà đuổi kịp trong quãng thời gian ngắn bốn người lao ra khỏi khu tội ác chạy thẳng đến bến cảng bọn họ đều là sự tồn tại siêu cấp siêu Việt tốc độ cực kỳ nhanh tầm 20 phút sau bọn họ đã gần đến Bến cảng chạy mau lên du thuyền đang ở ngay trước mặt hot hét lớn ở Bến cảng có rất nhiều người của Seas đang bận rộn ở đây ngày nào cũng có thuyền rời đi ở Bến Cảng có một chiếc du thuyền nhỏ thỉnh thoảng Seas sẽ lên du thuyền ra ngoài biển dạo một vòng bởi vì trước đây có giao ước với người gác đêm nên ông ta không thể đi quá xa. Bây giờ ông ta định rời khỏi đây bằng du thuyền này. Vụt! Đúng lúc này, ông ta cảm nhận được mối nguy hiểm đang ập đến từ phía sau mình, nên đột ngột xoay người lại ngăn cản. Đao phá không của Lê Văn Vân bay tới, va và vào thanh trường kiếm kỵ sĩ trong tay Hot Seas. Keng! Sau khi ngăn cản, cả người ông ta hơi sửng sốt, rồi cảm nhận được bên cạnh có bóng người lướt qua, Lê Văn Vân đã nhảy lên nóc du thuyền màu trắng kia, tay cầm đao vô danh, Cười híp mắt nhìn Hotzis hỏi, "Hotzis, ông định đi đâu thế?" Sắc mặt của Hotzis thay đổi kịch liệt, ông ta xoay người nhìn ra sau, mà ở sau lưng, Minh Sùng cũng đáp xuống, Lê Văn Vân và Minh Sùng một trước một sau chặn đường bọn họ. Bây giờ người đứng thứ hai trong thiên bảng, chủ nhân của khu tội ác, đã không thể nào giữ được bình tĩnh, cũng không còn dáng vẻ nho nhã ngày trước. Trên trán ông ta bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Chắc chắn người càng sống lâu sẽ càng sợ chết. Hotzis là người sống rất lâu. Bây giờ ông ta đã cảm nhận được nỗi uy hiếp giữa sự sống và cái chết trong lòng thật sự sợ hãi. Lê Văn Vân, chúng ta đều là con người, hà cớ gì phải dồn ép không tha? Hotzis nghiến răng, nhìn lên trời, tiêm quỷ đỏ kia đang ngày càng đến gần hơn. Ý định ban đầu của Hotzis là đợi tiêm quỷ đỏ kia đáp xuống, ông ta có thể bảo các siêu cấp khác dẫn theo vô số đỉnh cấp bao vây tấn công Minh Sùng, rồi ông ta ngài mặc và tiêm quỷ đỏ kia sẽ cùng bao vây giết chết Lê Văn Vân, nhưng bây giờ, ông ta biết mình đã đánh mất cơ hội này. Chúng ta đều là con người, hà cớ gì phải dồn ép không tha ư? Lê Văn Vân cười khẩy nhìn ông ta nói, dưới chân núi Aspen, đã có hơn một vạn người người gác đêm bảo vệ loài người đã bỏ mạng trong trận chiến, mà át chủ bài của người gác đêm chúng tôi lại bị ông kìm hãm ở thành phố này. Quả thật các ông là con người, nhưng, các ông còn đáng ghét hơn lũ tiêm quỷ kia, Tôi căm hận nhất là hạng người đâm sau lưng người khác như người hồng nguyệt các ông, vì các ông mà vô số đồng nghiệp của chúng tôi đã máu chảy thành sông. Các ông có tư cách gì mà nhắc đến câu này? Lê Văn Vân liền vung đao vô danh. Dưới ánh mặt trời, đao vô danh ánh lên vẻ hào nhoáng, đồng thời cũng tỏa ra sát khí. Chúng tôi chỉ lựa chọn khác nhau mà thôi, Lê Văn Vân, cậu hoàn toàn không biết tiêm quỷ mạnh đến cỡ nào đâu, chẳng phải cậu không biết bán bộ viêm hủ là gì hả? Hotsis vội nói, viêm hủ chính là xương mà cậu đã hấp thụ đủ, ví dụ như xương rồng mà cậu nói, cấp độ sinh mệnh của cậu phải xảy ra sự biến thiên mới có thể đạt đến trình độ bán bộ viêm hủ này. Trong loài người chúng ta ngày nay, có lẽ chỉ có chắc nhất mình mới có được năng lực cấp bậc này, kể cả cậu cũng không phải, cùng lắm cậu chỉ có thể tương đương với tiêm quỷ vàng mà thôi. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Lê Văn Vân cười khẩy nói, hôm nay mặc kệ ông nói gì thì ông cũng phải bỏ mạng tại đây. Không phải, Hotzis hét lớn, cậu có biết trong tiêm quỷ có bao nhiêu sự tồn tại ở cấp bậc này không? Một khi bọn chúng đáp xuống với quy mô lớn, trên thế giới này chỉ có một mình chắc nhất mình mới có thể ngăn cản, nhưng chắc nhất mình chỉ có năng lực một đao mà thôi. Ông ta cố gắng cả đời, vùng ra một đao cũng đâu làm gì được. Chúng tôi chọn cách khuất phục là để tùy cơ ứng biến. Các ông chọn cách khuất phục là tùy cơ ứng biến, nên các ông đã trở thành chó của bọn chúng, cản trở những người phản kháng lại như chúng tôi đúng không? Hai mắt của Lê Văn Vân sáng rỡ nói, nhiều năm qua, biết bao nhiêu người gác đêm của chúng tôi đã chết trong tay sát thủ của Hồng Nguyệt các ông. Biết bao nhiêu thiên tài đã bị các ông ám sát, hơn nữa làm sao các ông biết, trong số bọn họ sẽ không sinh ra người ở cấp bậc này. Lê Văn Vân lạnh nhạt nói, lúc các ông dơ đao về phía người gác đêm, giữa chúng ta đã không còn cách nào khác để kết thúc. Lê Văn Vân, sự lựa chọn của các cậu chỉ dẫn loài người đến vực thẳng mục tiêu của lũ tiêm quỷ chỉ là những khúc xương kia mà thôi nếu chúng ta thu thập xương đưa cho bọn chúng bọn chúng sẽ bỏ qua cho chúng ta hotzis nói chúng tôi đang bảo vệ thực lực của con người lê văn vân cười chế giễu chỉ là vì xương thôi ư sau khi bọn họ đáp xuống chỉ cần chạy ra ngoài chứ không giết người bừa bãi mọi lúc mọi nơi à lúc lê văn vân nói những lời này minh sùng đã thở dài nói Lê Văn Vân, cậu hãy ra tay đi. Bọn họ có suy nghĩ khác với chúng ta, không cần phải nói nhảm với bọn họ nữa đâu. Keng. Lê Văn Vân liền vung trường đao, nhìn về phía Hotzis, hờ hững nói, cũng đúng. Dù ông nói gì đi chăng nữa thì ông cũng phải chịu trách nhiệm về người gác đêm đã bỏ mạng ở dưới chân núi Aspen. Sau hôm nay, ông sẽ bị gạch tên ra khỏi vị trí thứ hai trong thiên bảng. Thập tự trảm. Vụt. Một giây sau, Lê Văn Vân đã ra tay, anh đi đến trước mặt Hot như một tia chớp, rồi hai người bắt đầu giao đấu. Vương Hồng và Trác Nhất Minh đang ngồi trong tổng bộ của người gác đêm, Vương Hồng nhìn Trác Nhất Minh hỏi, sao thế, ông lại bắt đầu yếu đi à? Ừm, um, Trác Nhất Minh thở dài nói, ông gọi Phạm Nhược Tuyết quay về đi. Vương Hồng gật đầu, reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại bỗng đổ chuông. Trác Nhất Minh nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói hơi khàn khàn, tiến sĩ nói máy móc của ông ta đã thăm dò được, nhiều nhất là 10 ngày nữa sẽ có màu tím đáp xuống, tiêm quỷ tím dưới chân núi Aspen đã mở sẵn đường cho bọn chúng, thời gian lũ tiêm quỷ giáng xuống về mọi mặt sẽ không còn bao xa nữa. chương 1028, vị trí thứ hai trong thiên bảng. Chết! Keng! 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 Phía trên toàn bộ bến cảng, lúc này có các đá bay loạn xạ Trận chiến giữa Lê Văn Vân và Hotzis, Minh Sùng và ngài Mặc chiến đấu từng nhóm với nhau. Tại bến cảng, lúc này hàng trăm người đã chạy ra. Họ đã rất bàng hoàng khi nhìn thấy những gì xảy ra trước mặt nhưng không một ai có năng lực nhúng tay vào. Trước đó có một gã đỉnh cấp muốn đến giúp Hotzis nhưng khi đến gần chiến trường đã bị làn sóng chân khí của trận chiến giữa Lê Văn Vân và Hotzis giết chết ngay tức khắc. Vị trí thứ hai trong thiên bảng, bán bộ viêm hủ. Hai người này đã không thể so sánh với người thường được nữa. Lê Văn Vân, cậu đừng quá khích nữa. Hotzis không ngừng ho ra máu, tức giận gào lên. Tôi đã nói rồi, hôm nay ông sẽ phải chết. Lê Văn Vân cười gần, song đao lưu, nhược tuyết chảm. Anh rơi xuống như những giọt mưa đang rơi, từng đao từng đao chém xuống, tốc độ cực nhanh. A, à, toàn thân Hotzis bê bết máu. Mặc dù ông ta chỉ cư ngụ ở trong một góc, nhưng lại là vua một cõi của khu tội ác ông ta có một vị trí rất cao và đã cai trị nơi này trong 100 năm. Ông ta chưa bao giờ cảm thấy thảm hại như vậy. Nhìn Lê Văn Vân đang liên tục tấn công đến, đôi mắt ông ta bắt đầu đỏ vằn, sau đó tức giận gầm lên, lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng. Ngay sau đó, quần áo của ông ta đột nhiên bung ra, để lộ cánh tay rắn chắc. Trong nháy mắt, chân khí trên người ông ta cũng cuồn cuộn bay lên. Lê Văn Vân, là cậu ép tôi, hôm nay tôi sẽ cùng cậu đồng quy vô tận. Hotzis tức giận giống lên. Lê Văn Vân nhướng mày. Đây là điểm đặc biệt của Hồng Nguyệt khi gần chết đều lồng lộn lên như vậy. Lúc trước Bùi Ninh Tùng có thể dựa vào viên thuốc để đạt tới siêu cấp, còn Hotzis lúc này cũng dựa vào viên thuốc, khí thế lại đột nhiên tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, so với viên thuốc của Bùi Ninh Tùng nuốt trước đây, có vẻ như thứ mà Hotzis nuốt còn cuồng bạo hơn. Hai mắt ông ta đỏ ngầu, nhìn Lê Văn Vân nói: Lê Văn Vân nếu cậu muốn đuổi cùng giết tận thì hôm nay tôi sẽ khiến cậu chết tại đây tiếp chiêu vù trong nháy mắt ông ta đã đến trước mặt lê văn vân thanh trường kiếm hiệp sĩ trong tay đấm thẳng đến điệp lãng lê văn vân hét lớn toàn thân bay lên trời thanh đao trong tay bổ xuống Âm. Ừ. trong nháy mắt khí thể của hai người đã lên tới đỉnh điểm trong lúc đao kiếm va chạm sóng khí kinh hoàng sinh ra một trận cuồng phong Ngài Mặc và Minh Sùng cách đó không xa cũng bị làn sóng khí này hất tung. "Cái gì?" Minh Sùng kinh ngạc nhìn về hướng đó. Ngài Mặc thở dài nói, "Hotzis. Ông ta cũng có viên thuốc đó, nhưng ngài Mặc biết rõ, thật ra giữa ông ta và Hotzis có một khoảng cách nhất định, Hotzis có viên thuốc là có thể tiếp cận bán bộ viêm hủ, còn ông ta ăn viên thuốc đó, nhiều nhất cũng chỉ tiếp cận Hotzis mà thôi." Hơn nữa ông ta biết rất rõ tác dụng phụ của những viên thuốc này lớn đến mức nào không giống như bùi nghinh tùng, sau khi họ uống vào, chỉ có thể dẫn đến tử vong. Cho nên ngài mặc không dám uống, vì ông ta biết, uống có nghĩa là chết. Ánh mắt ông ta lóe lên, nhìn về phía du thuyền cách đó không xa. Ông ta muốn thừa dịp Hotzis và Lê Văn Vân đang liều mạng để bỏ trốn. Ông định thừa dịp bên kia chiến đấu để bỏ trốn sao? Minh Sùng lạnh lùng nói, ông không có cơ hội đâu. Đúng vậy, thực lực của ngài mặc chỉ có thể so sánh với tiêm quỷ đỏ, tức là cấp bậc của đem, yếu hơn Minh Sùng. Hiển nhiên Minh Sùng sẽ không cho ông ta bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Hai người này hiện là thủ lĩnh của Hồng Nguyệt, một khi họ chết, với sự giúp đỡ của bà Loan, người sáng lập còn sống của Hồng Nguyệt với hình xăm hoa sen tím, nói không chừng sẽ có thể hợp nhất được số lượng lớn người của Hồng Nguyệt. Trước đây bà Loan và Hồng Mai Quế đã từng nói chuyện với Trác Nhất Minh một lần, sau đó dường như họ đã đạt được thỏa thuận và đạt được một sự hợp tác nhất định. Đao thứ hai, đao thứ ba. Bên kia, Lê Văn Vân đang sử dụng đao pháp điệp lãng, bổ từng nhát từng nhát xuống. Sau khi Hot uống viên thuốc đó, ông ta đã tiến gần đến cấp độ của Lê Văn Vân, nhưng vẫn chưa đạt được. Bây giờ, Lê Văn Vân chắc chắn là người mạnh nhất trên hành tinh này, ngoại trừ Trác nhất Minh kia. Còn Trác nhất Minh, vẫn không ai biết hiện tại ông ta đã đạt đến trình độ nào rồi. Hai người liên tục va vào nhau, lúc này toàn bộ bến cảng rơi vào hỗn loạn, dưới ảnh hưởng của làn sóng chân khí, nước biển ở mép cảng không ngừng đánh vào bờ, giống như đao pháp của Lê Văn Vân vậy. Đao thứ tư, đao thứ năm. Mỗi một đao sau của Lê Văn Vân lại mạnh hơn đao trước. Lúc này Hotzis đã phát điên, dường như ông ta đã biến thành một cỗ máy và mất đi ý thức, hung hãn không sợ chết mà tiếp tục lao về phía Lê Văn Vân. Vù khi lê văn vân vung nhát đao thứ chín lên hotzis cũng phun ra một ngụm máu lớn keng thanh trường kiếm kỵ sĩ trên tay ông ta đột nhiên bị trẻ đôi hotzis ngã đập mạnh xuống đất tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất máu không ngừng trào ra từ miệng lê văn vân cũng đáp xuống cái hố nhìn hotzis chảy máu liên tục lạnh lùng nói đã kết thúc rồi lê lê văn vân hotzis vẫn còn đang nôn ra máu Đồng thời nói, không ngờ cậu, cậu phát triển nhanh như vậy. Khi xuống dưới, nhớ xin lỗi người gác đêm đã chết ở núi Aspen. Đao vô danh trên tay Lê Văn Vân chỉ xéo vào ông ta, lạnh lùng nói, đao vô danh không chém hạng người vô danh. Hotzis vẫn đang nôn ra máu, lúc này tựa hồ biết mình sẽ chết, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nụ cười cũng trở nên quái dị. Lê Văn Vân, cậu sẽ hối hận vì quyết định của mình, cậu cậu, không hiểu tiêm quỷ mạnh đến mức nào, rốt cuộc, đến mức nào. Ông ta giữ tận nói, tôi sẽ xuống dưới trước chờ cậu, cậu sẽ sớm đến hội ngộ với tôi thôi, tôi chờ cậu. Tôi cảm giác được môn chủ sắp đến rồi, lần sau tới, sẽ có rất nhiều tiêm quỷ vàng, mấy người, sẽ không còn cơ hội nào nữa, sẽ có rất nhiều người chết, đều tại người gác đêm mấy người đã phản kháng. Những lời nói cuối cùng, giọng điệu của ông ta xuôi đi, như thể hào quang phản chiếu. Hỏi ông một câu, Lê Văn Vân nhìn ông ta, lạnh lùng nói, nếu tôi đoán không lầm, hơn 100 năm qua, ông đã thu thập rất nhiều xương cốt. Những mảnh xương này ở đâu? Cậu đoán xem, Hotzis cười nói, cả đời này cậu sẽ không bao giờ biết, tôi đã để những mảnh xương cốt ở đâu, không có những mảnh xương này, sẽ không có viêm hủ, mấy người đều sẽ đi. Đoán con mẹ ông, Lê Văn Vân bĩu môi, sau đó giờ đao vô danh lên, xẹt thẳng qua cổ của Hotzis. Đồng tử của Hotzis đột nhiên giãn ra, nhưng cơ thể ông ta nhanh chóng cứng lại. Dưới chắc nhất minh, vị trí thứ hai trong thiên bảng. Hot đã chết. chương 1029, Nhan Tam và Ngô Nghiêu. Vị trí thứ hai trong thiên bảng đã chết. Những lựa chọn khác nhau khiến người gác đêm và Hồng Nguyệt đã đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau, và sau bao nhiêu năm, mối hận thù tích tụ giữa hai bên đã ăn sâu vào nhau từ lâu và không có chỗ để quay đầu lại. Lời giải thích cuối cùng của Hotzis là các lựa chọn khác nhau, nhưng nếu có cơ hội, ông ta sẽ giết Trác Nhất Minh, giải quyết tất cả những người gác đêm và mở đường cho đám tiêm quỷ. Họ cho rằng chỉ cần phục tùng, tiêm quỷ sẽ không làm họ bị thương. Tuy nhiên, trên thực tế, kể từ thời điểm những tiêm quỷ đầu tiên đáp xuống mặt đất, cuộc tàn sát của chúng đã bắt đầu. Chính vì điều này mà thế hệ nhân tài người gác đêm đầu tiên được hình thành. Cho nên nói phục tùng sẽ không lạm sát đây chỉ là câu nói suông chỉ có phản kháng mới có cơ hội sống sót. Nhìn hot seas trên mặt đất, Lê Văn Vân chậm rãi thở một hơi. Anh từ từ ngồi xổm xuống và vuốt mắt ông ta lại. Sự lựa chọn của Hot có vấn đề, nhưng không thể phủ nhận rằng ông ta là một trong những người mạnh nhất trong nhân loại, đáng được coi là một đối thủ đáng nể. Minh Sùng ở bên cạnh anh, trong mắt thoáng hiện lên một tia hưng phấn, trầm giọng nói, giao người này cho tôi, anh đi giải quyết quỷ đỏ đi bắt sống, Lê Văn Vân nói, một trong hai người phải có người sống sót, Hồng Nguyệt đã thu thập rất nhiều mảnh xương và những mảnh xương này phải được lấy ra. Cho đến nay, Hoàng Thi Kỳ và Trần Tiêu vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bộ xương nào phù hợp với họ, nhưng anh tin rằng sớm muộn gì cũng tìm được ở trong tay Hồng Nguyệt. Có xương cốt để hấp thu, bọn họ mới có thể nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Đặc biệt là Hoàng Thi Kỳ, theo Lê Văn Vân nhìn nhận, tài năng võ thuật thiên bẩm của cô ta không thua gì anh. Sau đó, Lê Văn Vân hướng mắt lên trời, nhìn điểm sáng kia càng ngày càng gần, anh nhanh chóng đi qua đó. Yên kinh, bên cạnh sòng bạc dưới lòng đất, ngô nhiều đội mũ lưới chai và mặc áo bảo vệ, đang dựa vào một chiếc xe hơi đứng ở đó, trên tay cầm điếu thuốc, thỉnh thoảng lại nhìn về phía quán bar, thỉnh thoảng cũng nhìn vào điện thoại của mình. Cậu đang đợi gì hà Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai anh ta. Anh ta quay lại nhìn và thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng bên cạnh ông ngô nghiêu giật mình vội vàng nhảy sang một bên lúc này anh ta mới phát hiện bên cạnh mình có hai người ngoài một người đeo mặt nạ còn có một người phụ nữ mặc sườn xám khoe trọn thân hình với những đường cong tuyệt mỹ cô ta có vẻ ngoài tuyệt đẹp trong ánh sáng lờ mờ càng có một vẻ đẹp mơ hồ vừa lướt nhìn ánh mắt của ngô nghiêu không khỏi thẳng lên trên thực tế anh ta đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ đẹp dù là hoàng thi kỳ phạm nhược tuyết đỗ tịch tịch Họ đều là những mỹ nhân hàng đầu. Nhưng theo anh ta, Hoàng Thi Kỳ quá nam tính, Phạm Nhược Tuyết quá lạnh lùng và Đỗ Tịch Tịch lại quá tách biệt. Người phụ nữ trước mặt anh ta cực kỳ dịu dàng nữ tính, vừa nhìn thoáng qua là không thể rời mắt. Cậu nhìn cháu gái tôi như thế, tôi sẽ tức giận đấy." Người đàn ông đeo mặt nạ lạnh lùng nói, "Xin tự giới thiệu bản thân, tên tôi là Nhan Tam, đây là cháu gái của tôi, Nhan Như Tuyết." Nghe thấy cái tên này khóe miệng của ngô Nhiêu run rẩy dữ dội. Nhan Tam, dù ở ở Yến Kinh hay cả thế giới ngầm đều là một người rất bí ẩn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, ngô nghiêu không ở cùng với nhóm Lê Văn Vân, anh ta không biết rằng Nhan Tam này lại là người dưới trướng của bác sĩ T. Thậm chí anh ta còn không biết bác sĩ T là ai. Nhưng cái tên này khiến tim anh ta đập dữ dội. Là ông gọi điện có phải không? Tìm tôi có chuyện gì? Ngô Nhiêu từ từ thở ra một hơi, đứng thứ năm trong danh sách những sát thủ ngầm, không, có lẽ bây giờ đang đứng thứ ba, thậm chí là thứ nhất. Nhan Tam sờ mũi nói, mục đích tìm sát thủ, đương nhiên là để giết người. Ngô Nghiêu nhướng mày nói, tôi không còn là sát thủ nữa, đã bỏ nghề rồi, ông tìm người khác đi. Đừng vội từ chối, Nhan Tam cười nói, tôi biết, hiện tại cậu đã là người gác đêm, hơn nữa nếu không có gì bất ngờ thì gần đây mới gia nhập tiểu đội 11762 cũng chính là đội của lê văn vân kia. đồng tử của ngô nhiêu hơi co lại. sau đó anh ta cười nhạt nói, nếu ông đã biết, ông cảm thấy tôi đã làm người gác đêm mà còn có thể tiếp tục làm sát thủ không? tôi nghĩ trên thế giới này không có gì là không thể, nếu như không thể, trừ phi lợi ích không đủ. nhan tam cười nói, ví dụ, nếu tôi nói với cậu rằng tôi có thể giúp cậu báo thù thì sao? hả? ngô nhiêu ngẩng đầu, nhìn nhan tam. Vội vàng nói, ông có biết kẻ thù của tôi ở đâu không? Đương nhiên biết rồi, ngoài ra tôi còn nói cho cậu một tin tức khác. Thời gian Tiêm Quỷ đáp xuống hoàn toàn càng ngày càng ngắn. Đến lúc đó, thế giới yên bình này sẽ không tồn tại được bao lâu nữa đâu. Nhan Tam thản nhiên nói, đến lúc đó, cậu sẽ hoàn toàn bị cuốn vào trận chiến với Tiêm Quỷ, còn có cơ hội báo thù nữa không? Hừ, Ngô Nhiêu chậm rãi thở ra, sau đó nhìn thẳng Nhan Tam hỏi, nói đi, ông muốn tôi giết ai? dưới lớp mặt nạ của nhan tam, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm nói, người đó hiện giờ đang ở tại Đông Hải, đến từ khu tội ác, chưa có tên, nhưng biệt danh của ông ta hẳn là cậu cũng đã nghe qua, tên là Đao Ba. Trong khu tội ác, trên đỉnh núi, một trận mưa màu vàng quét qua, Lê Văn Vân đang nằm dạp trên một cái hố, một lúc sau mới từ bỏ dậy. Quỷ đỏ này rất thông minh, vừa đụng vào lập tức nổ tung. Lê Văn Vân sờ mũi, đi về phía nơi con quỷ đỏ tự nổ tung sau khi quỷ đỏ tự nổ tung nó sẽ để lại một số vật liệu lê văn vân chạy đến và nhặt thanh kiếm hình trụ màu xanh của con quỷ đỏ lên thanh kiếm trụ màu xanh này không thích hợp cho người thường dùng nếu không bàn về chất lượng thì đao vô danh của lê văn vân tốt hơn rất nhiều hầu hết các vũ khí trong danh mục vũ khí đều được chế tạo sau khi tiêm quỷ vàng thế hệ đầu tiên bị trác nhất minh chém chết rồi dùng vũ khí của chúng để đúc thành chảm hồng đao của trác nhất minh đều được làm bằng vật liệu đó cũng như các vũ khí khác trên phổ vũ khí. làm tinh đao trong tay hoàng thi kỳ được làm từ vũ khí của tiêm quỷ đỏ. lê văn vân cất thanh kiếm đi và tìm thấy một số khối kim loại màu xanh trong đó. những khối kim loại này chứa một loại năng lượng kiểu mới, có phần giống với chân khí, có thể dùng để hỗ trợ rèn luyện chân khí, cũng có thể dùng để rèn một bộ giáp chiến đấu mới. sau khi lê văn vân thu dọn đồ đạc, bỗng giật thót, xoay người nhìn về một nơi cách đó không xa. ở hướng đó. Có một hòa thượng đang đứng, một tay lần tràng hạt, một tay đặt trước ngực, nhìn về phía Lê Văn Vân. Chương 1030, vị hòa thượng kỳ lạ một. Lê Văn Vân quay đầu nhìn ông ta, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vị hòa thượng này đến đây từ lúc nào, anh hoàn toàn không biết gì cả. Mà vị hòa thượng này giống như người thường, chiếm cứ trên con đường dưới chân núi làm của mình, đang nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân biết rõ rằng vị hòa thượng này đã nhìn thấy thứ gì đó, chắc chắn ông ta không phải là người thường. Nước trong khu tội ác này rất rất sâu, có lẽ Hot cũng không biết có bao nhiêu cao thủ đang ẩn náu trong thành phố này, cho dù gián điệp của ông ta trải dài khắp thành phố. Ví dụ, Trần Tiêu, trước khi Lê Văn Vân phát hiện ra anh ta, anh ta chỉ là một kẻ nghiện rượu, nhưng anh ta là một tồn tại đã tiếp cận siêu cấp, nếu anh ta không gặp Lê Văn Vân, Trần Tiêu sẽ không biểu hiện ra bên ngoài cho dù Hot có phủ mạng lưới tình báo khắp cả khu tội ác thì cả đời cũng sẽ không biết được có một người như vậy đang sống trong đó. Còn có lão già lừa đảo đột nhiên xuất hiện, tuy rằng hiện tại lão ta đã rời thành phố này để theo đám người minh sùng trở về các thành phố bình thường, nhưng ai mà biết được trong thành phố tội ác này còn có người nào như thế nữa hay không? Lê Văn Vân ước tính sức mạnh của lão già lừa đảo đã thuộc vào trình độ vô cùng gần với đem, nhưng cũng không phải là đứng đầu thiên bảng. Theo lão ta, đó là vì Hot không dám thống kê lão ta, tất nhiên, có thể do lão ta khoe khoang nữa. Lê Văn Vân thu dọn đồ đạc, sau đó nhìn về phía vị hòa thượng hỏi có chuyện gì không? Thí chủ sát tâm quá nặng, vị hòa thượng bình tĩnh nói. Lê Văn Vân cười nói, sát tâm quá nặng, những kẻ tôi giết đều đáng chết. Như thế nào là đáng chết? Vị hòa thượng hỏi, ai cũng có lúc mắc sai lầm, tại sao không cho họ cơ hội? Hotsis đã ở khu tội ác này cả trăm năm, có thể nói là ông ta đã quản thúc thế giới ngầm, cho người gác đêm được sống trong an ổn, thế mà chưa đầy nháy mắt, cậu lại giết người ta rồi. Mặc dù ông ta là người của Hồng Nguyệt, nhưng tôi cũng cảm thấy ông ta nên được cho thêm một cơ hội mới phải. Cho thêm một cơ hội ư, Lê Văn Vân mỉm cười, vì hot sis mà hơn một vạn anh em người gác đêm của chúng tôi đã chết dưới ngọn núi Aspen, vậy ai sẽ cho họ thêm một cơ hội sống lại? Là ông à, chuyện đã xảy ra rồi, mà nếu cậu cho Hot một cơ hội, có lẽ trong tương lai, ông ta có thể là một người bảo vệ một thành phố. Hòa thượng chắp hai tay chữ thập, nói. Lê Văn Vân cười cười, thánh mẫu à. Nghe được hai chữ này, lão hòa thượng hơi nhíu mày. Tôi tới đây chỉ muốn nói với thí chủ, sát tâm chớ quá nặng, sẽ không tốt cho cậu đâu. Sát niệm của người gác đêm mấy người đã hoàn toàn đối lập với tiêm quỷ và toàn nhân loại. Vị hòa thượng lầm bẩm Ông biết lịch sử của tiêm quỷ không? lê văn vân hỏi tôi không biết hòa thượng lẩm bẩm nhưng tôi biết tiêm quỷ cũng có suy nghĩ có suy nghĩ thì vẫn còn chỗ để thương lượng là con người cho dù lựa chọn khác nhau cũng không cần thiết phải tàn sát lẫn nhau những lời này ông hãy để dành để đi nói với đám hot sis sau khi hồng nguyệt hình thành người gác đêm không quan tâm đến họ tuy nhiên hồng nguyệt dưới tay của ngài mặc đã thay đổi thành một tổ chức sát thủ có vô số người gác đêm đã bị giết trực tiếp hoặc gián tiếp bởi hồng nguyệt lê văn vân nhìn ông ta bình tĩnh nói a à, di đà phật vị hòa thượng lại dài giọng nói oan oan tương báo đến khi nào vốn đều là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp lê văn vân phát hiện không thể tìm thấy tiếng nói chung với vị hòa thượng này anh không biết tại sao mình lại nói nhiều với ông ta như thế nhà sư này có vẻ là một người cực kỳ lý tưởng với chủ nghĩa biến đổi lê văn vân cũng không muốn dây dưa với ông ta giờ thì hot seas đã bị giải quyết anh phải rời khỏi đây Thí chủ thấy Lê Văn Vân chuẩn bị rời đi, vị hòa thượng lại nói, "Bần tăng chỉ muốn nói với thí chủ hai câu, sát niệm chớ quá nặng, cậu còn trẻ, tương lai còn rất dài." Lê Văn Vân liếc nhìn ông ta, sau đó xoay người đi về phía bến cảng. Thấy Lê Văn Vân rời đi, hòa thượng chắp tay niệm A Di Đà Phật. Đi được hơn 10 phút thì thấy đằng xa có hai bóng người đang chạy về phía mình, Lê Văn Vân sững sờ một lúc. Khi anh nhìn thấy cô gái, nét mặt bỗng đông cứng lại sau đó khuôn mặt anh lập tức lộ ra vẻ đau khổ. Lê Văn Vân, cô gái lao đến trước mặt Lê Văn Vân trong nháy mắt. Nhưng cô ấy không nhào về phía Lê Văn Vân, mà chỉ đứng bên cạnh, nhìn anh từ trên xuống dưới và nói, em rất nhớ anh, chúng ta đã không gặp nhau khoảng 5 năm, 3 tháng và lẻ 6 ngày rồi. Lê Văn Vân gãi gãi đầu. Lý Vũ Thấm, tên người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời của Lê Văn Vân nhiệm vụ quy mô lớn đầu tiên của Lê Văn Vân có sự tham gia của Lý Vũ Thấm. Lý Vũ Thấm là một trong những nhân viên của bộ phận nghiên cứu khoa học của người gác đêm. Ông nội của cô ấy là nhà khoa học hàng đầu của người gác đêm sau khi tiến sĩ Tê rời đi. Ông nội Lý Quốc Phú của cô ấy là lãnh đạo của toàn bộ bộ phận nghiên cứu khoa học người gác đêm của hệ hoa hạ. Bộ phận này liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, bao gồm phát hiện tung tích của tiêm quỷ, phiên dịch ngôn ngữ của tiêm quỷ. Mà Lý Vũ Thấm rất có năng khiếu về ngôn ngữ, chỉ số thông minh của cô ấy cũng rất cao, khi Lê Văn Vân quen cô ấy thì cô ấy đã là thành viên của bộ phận nghiên cứu khoa học của người gác đêm. Điều quan trọng nhất là Lý Vũ Thấm còn là một thiên tài võ học, khi Lê Văn Vân biết cô ấy, cô ấy đã là đỉnh cấp, nhưng cô ấy không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào. Vào thời điểm đó, nhiệm vụ quy mô lớn đầu tiên của Lê Văn Vân được thực hiện cùng với nhóm Lý Quốc Phú, và Lý Vũ Thấm là cố vấn trong tiểu đội của họ. Lúc đó chấp hành nhiệm vụ là ở Du Châu và chính vì nhiệm vụ đó mà Lê Văn Vân mới gặp được người giàu có nhất Du Châu, Lưu Vân Phong. Lúc đó Lưu Vân Phong bị bắt cóc, sau khi phán đoán xác định là người từ thế giới ngầm, đội của Tần Quốc Thành được cử đi giải cứu, sau đó mới phát hiện ra kẻ bắt cóc Lưu Vân Phong là một tổ chức có tên là Cô Lang trong thế giới ngầm, tổng cộng có hơn 40 người. Trong tổ chức Cô Lang này có một nhà khoa học lập dị, ông ta muốn thực hiện một số nghiên cứu lộn xộn, lúc đó ông ta bắt cóc lưu vân phong để kiếm tiền làm chi phí nghiên cứu khoa học trong trận chiến lê văn vân và lý vũ thấm đã bị phân tán cả hai rơi vào tuyệt vọng lý vũ thấm có bản lĩnh cao cường cũng vô dụng khi có người giết tới chỗ cô ấy cô ấy chỉ dám hét to lên khi đó lần đầu tiên lê văn vân sử dụng tần tử cuồng dũng chống cự được cho đến khi tiểu đội được cứu viện đến giúp khi đó lê văn vân nghĩ rằng mình sẽ chết lý vũ thấm đã khóc ngất khi chăm sóc anh và cô ấy thề rằng chỉ cần lê văn vân sống sót cô ấy sẽ kết hôn với lê văn vân sau đó anh thực sự sống sót hơn nữa còn yêu cầu lê văn vân giữ lời hứa của mình lúc đó trong lòng lê văn vân vẫn còn diệp mộng một lòng một dạ nghĩ mình cố chấp sau khi trở về sẽ xé chiếc mặt nạ giả bộ của mình mà nói rõ với diệp mộng sau đó thời gian trôi qua và anh gặp được phạm nhược tuyết hơn nữa Cha mẹ và ông nội của Lý Vũ Thấm rất phản đối, cho rằng Lê Văn Vân là người gác đêm, có thể chết bất cứ lúc nào, chuyện này không giải quyết được gì. Nhưng Lý Vũ Thấm vẫn luôn rất coi trọng chuyện này, hàng năm đều sẽ cố gắng hết sức để tìm Lê Văn Vân, quan hệ giữa Lê Văn Vân và cô ấy không tệ, nhưng cũng không đề cập đến chuyện kết hôn. Vài năm sau, Lê Văn Vân thành lập tiểu đội của riêng mình, bận rộn cho đến khi bị thương và mất trí nhớ, tổng cộng đã hơn 5 năm không gặp nhau. Lê Văn Vân cười nói, không phải bây giờ đã gặp rồi sao? Lý Vũ Thấm ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này, Lữ Dương đã đến gần Lê Văn Vân và hỏi một cách bí ẩn, Lê Văn Vân, cậu ở khu tội ác có biết một vị hòa thượng không? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1030